Thưa quý vị, thưa các bạn, từ ngày 1 tháng 8 năm 2020, Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam EU EVFTA chính thức có hiệu lực. 99% các dòng thuế sẽ được cắt giảm trong một thập kỷ tới. Hiệp định EVFTA là cơ hội vàng giúp hai bên đẩy mạnh hợp tác cùng phát triển. Để tận dụng hiệu quả các cơ hội, vừa qua hơn 1.000 doanh nghiệp Việt Nam và châu Âu đã tham dự trực tuyến Diễn đàn Hợp tác Thương mại và Công nghiệp Việt Nam EU do Bộ Công Thương tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh. Phát biểu tại diễn đàn, Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng khẳng định đây là cơ hội để doanh nghiệp hai bên Việt Nam EU tìm hiểu, nắm bắt cơ hội đầu tư, phát triển thị phần tại thị trường EU. EVFTA chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8 sẽ tạo ra bước ngoặt mới cho quan hệ kinh tế thương mại giữa Việt Nam và EU. Theo Bộ Công Thương, 5 tháng đầu năm 2020 đã có 26 trên 27 quốc gia châu Âu đã đầu tư trực tiếp vào Việt Nam với 2.040 dự án, tổng số vốn đạt 21,66 tỷ đô la Mỹ. Giá trị thương mại hai chiều giữa Việt Nam và EU từ năm 2000 đến năm 2019 đã tăng 13 lần. Trong đó, xuất khẩu hàng hóa Việt Nam sang EU đạt gần 41,5 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên, 7 tháng qua, kim ngạch hai chiều Việt Nam EU đã giảm 7,4% do dịch Covid-19. Các doanh nghiệp hy vọng mức suy giảm sẽ được phục hồi sau dịch nhưng cũng khó bắt kịp được mức tăng trưởng của năm 2019. Tại diễn đàn, đại diện Cục trưởng Cục Phòng vệ Thương mại Bộ Công Thương cho biết, lợi thế xuất khẩu đã rõ, tuy nhiên doanh nghiệp Việt Nam cần chủ động ứng phó nguy cơ bị điều tra về phòng vệ thương mại, vì nếu có sự gia tăng đột biến hàng hóa xuất khẩu, EU sẽ tiến hành điều tra phòng vệ thương mại. Chúng tôi cũng đã phối hợp với cả hệ thống thương mại, tham tán thương mại Việt Nam tại nước ngoài, gồm có 13 tham tán thương mại ở các nước EU và Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại đấy, cũng như là Eurocharm để mà xây dựng các cái tài liệu về các ngành hàng mà Việt Nam sẽ có lợi thế khi mà thâm nhập vào thị trường châu Âu, về các cái tình hình hiện tại, về khả năng phát triển thị trường như thế nào, xu hướng tiêu dùng sau Covid như thế nào, để cho các doanh nghiệp có thể nghiên cứu. Chúng tôi cũng sẽ liên tục cập nhật những cái thông tin này để mà hỗ trợ cho các doanh nghiệp tìm hiểu thêm về thị trường. Và các doanh nghiệp thì chúng tôi cũng hy vọng là sẽ có xây dựng một cái chiến lược, một cái chương trình hành động, một cái cách tiếp cận hết sức là chủ động và sáng tạo đối với cả thị trường EU trong thời gian tới. Theo cam kết trong hiệp định, hai bên cam kết xóa bỏ thuế quan cho gần như 100% các dòng thuế theo lộ trình từ 7 đến 10 năm. Hai bên cam kết mở cửa các thị trường dịch vụ và đầu tư như tài chính ngân hàng, thương mại điện tử, logistics. Những cam kết trên sẽ giúp mở rộng hơn nữa thị trường cho hàng hóa xuất khẩu, đặc biệt là các sản phẩm hai bên có thế mạnh như nông sản nhiệt đới, thủy sản, giày dép, dệt may, đồ gỗ của Việt Nam và những mặt hàng ô tô, dược phẩm, hóa chất từ EU, đồng thời cũng giúp các nhà đầu tư châu Âu có ưu thế hơn nữa ở Việt Nam để phát triển mạnh mẽ tại thị trường được coi là năng động nhất Đông Nam Á. Từ ngày 1 tháng 8 thì Hiệp định EVFTA có hiệu lực. 99% các dòng thuế sẽ được cắt giảm trong một thập kỷ tới. Đây là cơ hội cho doanh nghiệp châu Âu tiếp cận vào thị trường tiêu dùng mới của Việt Nam. Hàng hóa của châu Âu từ ô tô đến rượu vang có thể cạnh tranh công bằng trên thị trường Việt Nam cùng với các đối tác khác. Ngược lại, các doanh nghiệp Việt Nam sẽ có cơ hội tiếp cận các ưu đãi từ thị trường tiêu dùng lớn và thu nhập cao của châu Âu. Việc giảm thuế sẽ dẫn đến một dòng chảy gia tăng hàng hóa của Việt Nam như là cà phê, hải sản, máy móc, linh kiện, giày dép đến 27 quốc gia thành viên EU. Nếu việc triển khai EVFTA diễn ra suôn sẻ, Việt Nam không chỉ có cơ hội tiếp cận tốt hơn hàng hóa dịch vụ châu Âu, mà còn hưởng lợi từ tăng trưởng mạnh mẽ của xuất khẩu, chuyển giao kiến thức, ứng dụng các tiêu chuẩn quốc tế. Các tham tán thương mại Việt Nam tại EU nhấn mạnh, do các doanh nghiệp Việt Nam phần lớn là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, nên ngoài việc duy trì thị trường truyền thống, cần khai thác thêm các thị trường ngách của châu Âu như các nước Bắc Âu để xuất khẩu những mặt hàng nông thủy hải sản hữu cơ, gạo, cà phê, mật ong. Hiệp định EVFTA mở ra những cơ hội và triển vọng to lớn. Đây cũng là thời điểm đặc biệt quan trọng của quan hệ đối tác hợp tác toàn diện Việt Nam-EU. EVFTA là một hiệp định toàn diện, chất lượng cao và đảm bảo cân bằng lợi ích cho cả Việt Nam và EU. Khi được đưa vào thực thi, EVFTA sẽ là cú hích rất lớn cho xuất khẩu của Việt Nam, giúp đa dạng hóa thị trường và mặt hàng xuất khẩu, đặc biệt là các mặt hàng nông thủy sản cũng như những mặt hàng Việt Nam vốn có nhiều lợi thế cạnh tranh. Cùng với đó, với những cam kết dành đối xử công bằng, bình đẳng, bảo hộ an toàn và đầy đủ cho các khoản đầu tư và nhà đầu tư của nhau trong Hiệp định Bảo hộ Đầu tư IPA cũng sẽ góp phần tích cực vào việc xây dựng môi trường pháp lý và đầu tư minh bạch. Từ đó, Việt Nam sẽ thu hút nhiều hơn nhà đầu tư đến từ EU và các nước khác.